Garrus. Live different. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Garrus trong suốt thời gian diễn ra triển lãm Việt Build 2022. Garrus luôn muốn mang tới cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời và thoải mái nhất trong suốt thời gian diễn ra triển lãm. Gian hàng Garrus được đầu tư công phu cả về diện tích và hình ảnh với mong muốn mang lại cho khách hàng trải nghiệm thoải mái nhất. Các sản phẩm đều được kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đến với khách hàng. Garrus luôn muốn dành điều tốt nhất cho khách hàng của mình. Sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên tư vấn, giải đáp cũng như tư vấn mọi thắc mắc của khách hàng, với mong muốn mang lại sự hài lòng và trải nghiệm tuyệt vời nhất đến với khách hàng. Các sản phẩm của Garrus luôn lấy khách hàng làm trung tâm, vì thế sản phẩm của Garrus luôn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ khách hàng. Garrus cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đài truyền hình với những sản phẩm có tính năng độc nhất trên thị trường. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Garrus trên chặng đường 12 năm qua. Garrus sẽ luôn đổi mới để mang lại cho khách hàng những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất trong tương lai.